Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây. Tiểu tử đường phố đấy bạn ạ, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước và video cho anh em xem video bảng blind xe thầy đang cần đúng khi phát sinh. Cảm ơn người rất nhiều và xin chào tất cả anh em của game kho báu huyền thoại nhá. Bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi cập nhật kho báu code của game kho báu huyền thoại mới nhất bên bản Anh các bạn nhá. Tình hình hôm nay không phải có cá nhiều đâu anh em mà có rất nhiều luôn các bạn ạ. Rất là nhiều quà code sự kiện để anh em tham gia luôn, 8 phần quà lận các bạn nhá. Ngon rá man tôi vừa mới check được các bạn, xem nào. Đầu tiên qua thư cho anh em, cam quà, rồi đây, tình hình con nào tôi đây anh em mấy hôm. Cứ nói chung thì rảnh là thì vào lúc đấy thôi anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ gọi được Siroxi về đội. Rồi. Rồi tưởng không hiện lên nữa anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ triệu hồi được Siroxi về đội sau mấy ngày đợi anh em. Đó, nhận quà free các kiểu thì gọi được Siroxi về đội rồi. Với Siroxi thì chắc là tôi sẽ bỏ tạm thời Kuran ra các bạn. Chúng ta sẽ bỏ luôn Kuran ra cho nó đỡ vướng các bạn nhá. Đẩy thằng Siroxi lên luôn. Đây. Siroxi skill. Cho lên luôn đi anh em. Cộng luôn. Trước tiên thì chắc chúng ta điểm qua phần code anh em trước khi tôi nâng cấp tiếp Siroxi anh em nhé. Chúng ta đi điểm qua phần code của sự kiện các bạn. Ok thì như các bạn đã biết rồi thì để mừng 35 ra mắt thì bên game kho báu huyền thoại của chúng ta bản Việt nhà phát hành đã ăn mừng bằng cách đóng cửa game. Còn bên bản Anh thì không, người ta không ăn mừng như vậy các bạn, người ta ăn mừng cách khác. Đây, anh em tham gia sự kiện kỷ niệm 35 đó. Lakama thân mến, chúng tôi có một sự kiện đăng nhập rất đặc biệt đến được lên kế hoạch cho tất cả các bạn. Thời gian trôi qua nhanh khi các bạn đang vui vẻ thì chúng tôi kỷ niệm 35 vào ngày 14 tháng 4 2022. Hôm nay là mùng 9 gọi nhá, video tôi quay sớm nhưng hôm nay là mùng 9 tháng 4 anh em, là còn mấy nữa thôi. Chúng tôi sẽ phát các má có chứa nhiều phần quà nhưng trước tiên phải hoàn thành tất cả yêu cầu 10k chia sẻ với 8k phản ứng để đăng nhập nhận quà 7 ngày. Vì vậy, hãy theo dõi bài đăng trên Facebook của chúng tôi để cập nhật thông tin. 10k chia sẻ 8k phản ứng từ ngày 8 tháng 4 đến 22 tháng 4 anh em. Ngày đầu tiên là nhận được 5 vé King Speed thì nhầm vé anh em mới 5m vàng. Ngày thứ hai là 1k kim cương, 1k suhaki. Ngày thứ ba là 1 dương chất màu ca, 1 dương nguyên liệu đỏ. Ngày thứ bốn là 80 linh hồn của Kuran và 2 dương ngọc cấp 4. Ngày thứ 5 là 80 mảnh của Siroxi, 1 dương vật liệu đen. Ngày thứ 6 là 80 mảnh của linh hồn Rip cánh tay đen, 1 dương ngọc cấp 6. Ngày thứ 7 là 2k kim cương và 80 linh hồn của Walo Luffy anh em. Wow. Cái này ngon anh em nhá. Ngoài ra thì tham gia kỷ niệm hỏi đáp anh em tăng 2 người bạn ở dưới phần bình luận trả lời câu hỏi để tham gia nhận phần thưởng. Nhé. Đi vui vẻ. Chúng tôi sẽ đăng câu hỏi vào 3 ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 4. Tất cả những gì bạn phải làm là trả lời câu hỏi. Câu hỏi sẽ có cơ hội giành chiến thắng, 20 người chiến thắng trong gian đô mỗi ngày. Phần thưởng là 80 mảnh Monkey Dragon 3m vàng, 1 dương nguyên liệu đỏ. Bao gồm chi tiết câu trả lời ID, biệt danh, ngày. Câu hỏi thứ nhất nó sẽ được chia sẻ vào 14, hãy đọc tiếp tục theo dõi. Rồi chia sẻ lập tức. Ok các bạn. Wow, một sự kiện đáng để trông chờ anh em. Đó. Đây là cách người ta ăn mừng 35 ra mắt. Chứ không phải là như bên huyền thoại tại Việt Nam chúng ta anh em. Đó, người ta mừng 35 ra mắt là người ta tổ chức sự kiện tặng gift code các kiểu. Còn đâu bên huyền thoại hải tặc chúng ta thì sorry anh em, kho báu huyền thoại chúng ta thì ăn mừng bằng cách đóng cửa nhà phát hành, đóng cửa game lại. Và không có câu trả lời rõ ràng là lý do vì sao, vì cái này hay vì cái kia mà là bảo là cảm ơn 35 đã đồng hành hôm nay. Tôi không biết lý do vì sao nhưng mà nói luôn là hôm nay tôi đóng cửa, thế thôi anh em ngừng chơi. Đó, một tin không biết nhắc lại cho nó buồn hơn nhưng mà nó đấy thì cũng nói qua. Thế đó anh em, tình hình thì bên bản Việt chúng ta đây, bên bản Anh chúng ta chỉ có một cái chuỗi sự kiện rất là ngon lành đúng không ạ nhá. Phải nói 8 phần quà theo đúng anh em, phải đến tận 10 phần quà. Hôm nay một cốt nữa, bây giờ 7 anh em, mấy cốt tôi chỉ chia sẻ cho anh em là 8, phần quà này nữa là 9. Wow, 9 phần gift code anh em, ngon xịn sò, quá đẳng cấp các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ việc còn việc ngó ra chờ đợi nó thôi anh em, chờ đợi mấy bữa thì sự kiện sẽ diễn ra. Ok. Con em mới này anh em này. EA19B92.
9392039 các bạn nhé. Vậy ok à? Sao lại không nhập được rồi? Vô lý thế nhờ. Anh em để tôi check lại. Ok các bạn, tôi viết thiếu một chữ anh em, thiếu chữ A cho này nữa này. Đây anh em, rồi. Ba mảnh ấy, ba mảnh rách này. Ok không nét đây sự kiện bắt đầu rồi. Theo đúng chưa? Không biết. Đã khá là ngon anh em. Rồi. Nói chung là đáng để hóng chờ ghê các bạn nghe vào có tặng mảnh Dragon là thôi rồi đấy. Thật sự luôn anh em, giờ vào tặng mảnh Dragon tôi nói thật các bạn là quá một điều rồi, nó là trên cả tuyệt vời luôn, nhưng nó là quá tuyệt vời anh em. 10 mét vàng ui ngon. Con đàn này cũng best nhân phẩm đấy nhờ. Đây. Evan đăng nhập chúng ta các bạn. Đây cũng mới được 40 mảnh ấy thôi à. Xem tiêu phí nào. Ủa, đây anh em, đây dương này cũng mới nhận được đây. Hè nhưng mà nói chung ngon thầy, nghe sự kiện tặng tặng đồ tặng đạc hay ngon ngon rá ma nữa. Dương gì đây? Thôi, giờ thì xem nào anh em, xem có gì để nâng cấp không? À đúng rồi, đang nói dở đấy. Đi cái quay lại quên luôn nhiệm vụ ạ. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nâng cấp Shirashi về đội. Ở đây anh em này đang nâng cấp dở rồi, không chưa Shirashi. Hôm nay sẽ tập trung dồn Shirashi để cho Shirashi về đội luôn anh em. Xem nào. X1, hôm nay đang được của X2 này, ngon. Rồi ok các bạn, cứ từ từ nâng cấp thôi. Đây nào. Ok các bạn, có thiếu búa không? Chỉ sợ thiếu búa thôi anh em nhá. Thật sự không phải nói đâu, tầm này không phải nói đâu, nhưng mà chỉ sợ thiếu búa thôi các bạn. Có một nỗi sợ miên man gọi là thiếu búa các bạn. 3 4 5 luôn đi. Thế này nữa anh em. 2 3 5 luôn. Rồi. Đó, nên kìa, thiếu búa à. Tôi vừa mới dứt lời thôi anh em. Đúng, mình vừa mới dứt lời thôi các bạn. Oxyzaxi vào thì lại no lên đứng đầu à. Không, thôi thôi, để nhà cũng được anh em, tạm thời em chơi này cũng tạm ổn đấy. Các bạn có Oxyzaxi về nó bút hồi máu thì nghe có vẻ êm hơn các bạn. Oxyzaxi về nó bút hồi máu đi vượt map sắp tới nghe êm hơn. Nó sẽ ngon hơn các bạn, nó đảm bảo nhiều cái hơn. Thôi thì úp thôi, anh em biết sao giờ, úp tạm thôi. Nên là đến đầu lên thôi. Đó, trước mắt thì giờ cứ úp tạm thôi anh em, nên là đâu lên thôi chứ biết sao giờ. Nào. Không cho quét, quét lại dưới anh em. 2 3 4 5 6 1 2 3 này. Tập trung cho Shirashi lên luôn các bạn. Ok lên nào. Lên luôn các bạn. Rồi úp lên. Luôn đủ búa không? Hết búa luôn rồi các bạn. Akuchi nào, xin đá của Akuchi xuống các bạn. Ờ mà nhắc đá anh em, bữa tôi quên chưa úp đá này nhờ. Lên nào anh em. Giờ mới để ý này, bữa bảo là mình ngồi mình rảnh mình sẽ ngồi úp đá, mà bữa như xong clip tôi tắt luôn anh em, tôi quên tôi ngồi úp đá, nên ngồi úp đá đi. Đây từ bên này lên cái này anh em này. Bên này cho lên nữa, ngon. Rồi, từ bên này lên nữa anh em. Cũng đủ lên luôn, đủ điều kiện luôn. Rồi ok các bạn. Còn lại phía Shirashi nào. Có thấy đúng rồi anh em. Hạn đá vô. Vô. Ok chưa. Có vẻ ok hết rồi các bạn. Ờ Shirashi về đội trông có vẻ ngon lành hơn đấy anh em nhá. Trước mắt chơi nào anh em thấy Shirashi về đội có vẻ ngon lành hơn. Nên đặt lại tem top này anh em. Rồi. Mình làm ván luôn nhờ. Mình làm ván luôn đi chứ làm gì nữa các bạn xem nào.
Rồi anh em chơi mấy team này? Tôi chơi team Shizashi cơ. Đó, Shizashi về nó búc máu xịn sò ngay anh em. Đó, khắc bọt ngay. Đùa. Ổn áp hẳn các bạn nhé. Ngon lành là được kim cương. Thế nào? Đại trình mới như đang vượt dở thì toang. Giờ đại trình thì chắc là đi ngon rồi các bạn. Giờ team này đi thì không lo nữa anh em, máu hộ đã được thì cũng chẳng lo nhiều. Máu hộ đã được thì cũng chẳng phải lo nhiều anh em. Đấy. Lụm lúa, ngon lành. Nó lại được búa anh em, tập trung úp cho CLC lên tím luôn. Xong đẩy CLC A mới cả lo lên trước, ba cháu lên trước, ở đâu? Nó, tôi khỏi CLC mới cả A mới cả cháu anh em. Sengoku. Kìa, mấy bán thứ ba thì mình cho nghe toang đấy nhờ. Ok, độ mình chưa gì nghe đã mùi toang toang rồi các bạn. Ok à. Làm vậy chứ, hồi máu lên đi nào. Đúng rồi, hồi máu lên đi. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì cũng tình hình cập nhật qua quà cáp sự kiện này thôi anh em nhá. Clip thì chắc thôi, tôi xin phép thôi anh em tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo, cảm ơn bạn đã theo video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.